5 thói quen sau tuổi 50 giúp bạn sống lâu và khỏe mạnh hơn. Không hút thuốc, có chế độ ăn lành mạnh, kiểm soát cân nặng ở mức lý tưởng giúp bạn sống khỏe mạnh hơn. Các nhà nghiên cứu từ trường y tế công cộng Harvard, Mỹ đã thực hiện một cuộc khảo sát kéo dài 30 năm với hơn 123.000 người Mỹ. Họ phát hiện ra những người phụ nữ tuân thủ 5 thói quen này sau tuổi 50 sẽ sống lâu hơn 14 năm so với nhóm nữ còn lại. Nam giới áp dụng thói quen này sống lâu hơn 12,2 năm. Thói quen đầu tiên là không hút thuốc. Theo CDC Mỹ, không hút thuốc có các lợi ích, bao gồm cải thiện tình trạng sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nguy cơ tử vong sớm và có thể kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm, giảm nguy cơ gây ra nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe bao gồm kết quả kém về sức khỏe sinh sản, bệnh tim mạch, bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính và ung thư. Mang lại lợi ích cho những người đã được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch vành hoặc COPD, có lợi ích cho sức khỏe của phụ nữ mang thai và thai nhi, giảm gánh nặng tài chính cho người hút thuốc, hệ thống chăm sóc sức khỏe và xã hội. Thói quen thứ hai là nên ăn uống lành mạnh. Một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh có lợi cho tuổi thọ. Bạn nên thường xuyên ăn nhiều rau tươi, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, đậu và ăn ít thịt đỏ, đồ muối chua, v.v. Khi ăn uống, chúng ta phải chú ý dinh dưỡng cân bằng và toàn diện, kiên trì tập thể dục, đảm bảo ngủ đủ giấc và có chế độ sinh hoạt hợp lý, thái độ tích cực, lạc quan. Thứ ba là kiểm soát cân nặng trong phạm vi lý tưởng. Chỉ số khối cơ thể BMI khỏe mạnh phải nằm trong khoảng từ 18,5 đến 24,9, song chỉ số không áp dụng ở những người có thân hình cơ bắp, ví dụ như là vận động viên, người tập thể hình, phụ nữ mang thai, người già và người bị mất khối lượng cơ. Thứ tư là uống ít rượu. Cố gắng bỏ rượu hoặc là uống ít hơn, không quá một ly mỗi ngày đối với phụ nữ và 2 ly đối với nam giới. Và cuối cùng là tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục mỗi ngày có thể giúp cải thiện khả năng miễn dịch và có lợi hơn cho tuổi thọ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.